Chuyện đạo chuyện đời. Ngày 24 tháng 2, Thánh Montano Lucio. Ngày 25 tháng 2, Thánh Cesario Nazian Geno. Nhiều khi con đến với Chúa, nhưng con ngã lòng trong cây. Nhiều khi con đến với Chúa, nhưng lòng tin con hờ hững. Và khi Chúa mở trí lòng con, và khi Chúa chạm đến hồn con mới biết Chúa yêu con nhiều. Lòng thương xót Chúa có bao la, ôi thật hay là. Lòng thương xót Chúa có mênh mông như trời giáng đông. Chuyện đạo chuyện đời. Ngày 24 tháng 2, Thánh Montano Lucio. Ngày 25 tháng 2, Thánh Cesario Nazian Geno. Ngày 24 tháng 2, Thánh Montano Lucio và các bạn tử đạo. Suốt những ngày đầu của giáo hội sơ khai, Hoàng đế Valerio bách hại các Kitô hữu thật khốc liệt. Ông đã cho hành quyết Thánh Cipriano vào tháng 9 năm 258. Viên thống đốc Roma, người tuyên án Cipriano, đã tự vẫn ít lâu sau đó. Viên tân thống đốc là Solon suýt là nạn nhân cuộc nổi dậy của một mưu đồ nhắm vào con người của ông. Dường như ông nghi ngờ âm mưu phục thù cho cái chết của Thánh Cipriano, nghĩ rằng những người Công giáo muốn giết ông để trả thù việc mà Cipriano bị giết chết. Vì nghĩ như thế, cho nên ông đã bắt giữ 8 người vô tội. Hết thảy đều là Kitô hữu, đa số là giáo sĩ. Các ngài đã từng là môn đồ trung thành của Thánh Cipriano. Các Kitô hữu được đem xuống những hầm ngục tối. Các ngài nhận thấy những người mà các ngài quen biết cũng có mặt ở đó. Môi trường nhơ bẩn và ẩm thấp bao quanh các ngài. Các ngài nhận ra rằng chẳng bao lâu nữa mình sẽ đối diện với cái chết và đời sau. Các Kitô hữu bị giam giữ nhiều tháng trong tù. Các ngài đã làm việc suốt ngày và thường không nhận được thức ăn và nước uống mà chẳng hiểu tại sao. Vì lý do nào đó mà ở trong những điều kiện dã man như thế, cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé vẫn liên kết và giúp đỡ lẫn nhau. Những giáo dân đã che chở bảo vệ các giám mục, linh mục và các thầy phó tế là những mục tiêu đáng chú ý cho lòng độc ác của hoàng đế. Khi người ta điệu các Kitô hữu đến nơi hành quyết, mỗi người đều được phép nói vài lời cuối cùng. Montano có dáng người cao to khỏe mạnh, đã can đảm phát biểu trước tất cả đám đông Kitô hữu. Ngài nói với họ hãy trung thành với Chúa Giêsu và thà chết còn hơn là chối bỏ đức tin. Lucio, với vóc người bé nhỏ mảnh mai, bước tới nơi hành quyết một cách khoan thai nhẹ nhàng. Ngài bị yếu nhược bởi những tháng tù khắc nghiệt. Thật ra, Lucio đã phải dựa vào hai người bạn giúp ngài đến vị trí mà đao phủ đang chờ sẵn. Những giáo dân đứng quan sát đã kêu to lên và nài xin thánh nhân hãy thương đến họ khi được về thiên đàng. Đang khi từng người trong số những Kitô hữu lần lượt bị chém đầu,
đám đông càng lúc càng trở nên can đảm hơn. Họ đã khóc thương những người phải chịu cảnh bất công như thế. Nhưng họ cũng vui mừng vì nhận biết rằng trên thiên đàng, các vị thánh từ đạo này sẽ cầu phúc cho họ. Thánh Montano, Lucio và những người bạn của các ngài đã chịu từ đạo năm 259. Thưa anh chị em và các bạn, người ta nhận biết các Kitô hữu tiên khởi qua tấm lòng quảng đại và tình yêu thương họ trao cho nhau. Người ta đã phải nói câu rằng là kìa nhìn xem, họ thương yêu nhau biết là chừng nào. Những người Kitô hữu tiên khởi, họ yêu thương nhau biết là chừng nào. Còn bây giờ, những người Kitô hữu mình, những người đồng đạo, những người cùng đạo, có yêu thương nhau như thế không? Nhất là những anh chị em đi vào con đường lòng thương xót Chúa, những tông đồ lòng Chúa thương xót, người ta nhìn vào có thể nói được rằng là kìa xem họ biết xót thương nhau biết là chừng nào, họ yêu thương nhau biết là chừng nào. Và như thế là những lời chứng hùng hồn nhất bằng chính cuộc sống của anh chị em, chứ không phải chỉ bằng những lời nói suông mà thôi. Các vị thánh từ đạo ấy đã đặt những nhu cầu của tha nhân lên trước những đòi hỏi của bản thân, và đã cố gắng vượt qua chính mình, vượt qua sự hẹp hòi ích kỷ của mình. Thưa anh chị em và các bạn, hãy nghĩ về một đôi lần đào đó trong cuộc đời của mình, khi chúng ta cần quảng đại hơn và bớt ích kỷ hơn trong việc bắt chước các Kitô hữu tiên khởi, để làm chứng cho mọi người biết rằng đây đích thực là những tông đồ của lòng Chúa thương xót. Lời mời gọi đẹp nhất, lời mời gọi mà hấp dẫn nhất vẫn là lời mời gọi bằng chính cuộc sống của mình. Người ta thán phục, người ta tin vào con đường lòng thương xót Chúa, đi vào con đường lòng thương xót Chúa ấy không phải bởi nghe những lời hay ý đẹp, văn chương bóng bẩy hay là những luận điệu sắc bén, nhưng mà người ta nhìn vào cuộc sống của những con cái lòng Chúa thương xót. Họ thấy được họ thương yêu nhau, họ xót thương nhau, và họ thể hiện lòng xót thương ấy trên tha nhân. Và đó là lời mời gọi đẹp nhất, hay nhất và thu hút nhất, thưa anh chị em. Ngày 25 tháng 2, Thánh Cesario Nazianzeno. Thánh Cesario Nazianzeno sống vào thế kỷ thứ tư tại đất nước mà ngày nay gọi là Thổ Nhĩ Kỳ. Thân phụ ngài là giám mục thành Nazianzeno. Lúc đó, các giám mục và các linh mục có thể được phép kết bạn. Anh trai của Cesario là Thánh Gregorio Nazianzeno, bạn thân của Thánh Basilio. Ngoài việc là một vị thánh, Gregorio Nazianzeno còn là một văn gia rất có thế giá trong giáo hội sơ khai. Ngày nay hiện vẫn còn đọc các tác phẩm của ngài viết. Cả Cesario và Gregorio đều nhận được một nền giáo dục xuất sắc tuyệt vời. Nhưng trong lúc Gregorio Nazianzeno muốn trở thành một linh mục, thì Cesario Nazianzeno lại muốn trở thành bác sĩ y khoa. Cả hai cùng đi học để thực hiện được mục đích của mình. Thánh Cesario Nazianzeno tốt nghiệp y khoa tại thành Constantinople. Chẳng bao lâu, ngài trở nên một lương y khoa nội rất danh tiếng và đáng tín nhiệm. Thật ra, hoàng đế Constantio sống ở Constantinople đã muốn mời Cesario đến làm bác sĩ riêng cho ông. Cesario cảm ơn hoàng đế nhưng từ chối cách dịu dàng. Ngài muốn trở về Nazianzeno, quê thành của ngài. Tuy nhiên, một thời gian sau, Cesario Nazianzeno được gọi lên Constantinople phục vụ hoàng đế. Đây là thời kỳ lịch sử, thời kỳ Giuliano bỏ đạo. Người bỏ đạo là người chối bỏ niềm tin của mình vào Kitô giáo.
người đàn ông này đã ban bố nhiều khoản luật chính thức chống đối các Kitô hữu. Tuy thế, ông rất sẵn lòng miễn chuẩn cho Cesario vì ngài là một lương y giỏi. Giuliano đã cố gắng dụ dỗ thuyết phục vị bác sĩ chối bỏ đức tin. Cesario được ban tặng những địa vị, tiền của bổng lộc và biết bao nhiêu đặc ân ưu đãi khác. Thân phụ và người anh của Cesario, Nanzia Zeno, đã khuyên ngài hãy khước từ những tặng ân ấy. Họ đề nghị Cesario nên trở về quê nhà để hành nghề thầy thuốc. Năm 368, Thánh Cesario Nanzia Zeno gần như bị thiệt mạng trong một trận động đất. Tuy ngài đã thoát nạn bình an, nhưng biến cố ấy đã làm cho thanh niên suy yếu trầm trọng. Cesario Nanzia Zeno cảm thấy như Thiên Chúa nói với ngài, hãy sống đời cầu nguyện, xa lánh sự náo nhiệt và xu nịnh của triều đình. Và vì thế, Cesario Nanzia Zeno đã phân chia của cải mình cho người nghèo. Thánh nhân bắt đầu sống cuộc đời chay tịnh và cầu nguyện. Cesario Nanzia Zeno qua đời ít lâu sau đó, vào năm 369. Người anh của Cesario Nanzia Zeno, Thánh Gregorio, đã thuyết giảng trong thánh lễ an táng của ngài. Thưa anh chị em và các bạn, hết thảy chúng ta đều có một ơn kêu gọi riêng biệt trong cuộc đời của mình. Thiên Chúa đã trao ban những ân sủng ấy cho chúng ta để chúng ta thực hiện một cách mỹ hảo ơn gọi đó. Như Thánh Cesario Nanzia Zeno, chúng ta cần biết khôn ngoan lắng nghe những người chúng ta tin cậy. Chúng ta cũng cần phải từ chối nghe theo những người muốn dùng tài năng hay trình độ hiểu biết của chúng ta vào những mục đích sai trái. Dù Giuliano Hoàng đế đã cố gắng dụ dỗ thuyết phục vị bác sĩ là Cesario chối bỏ đức tin, dù được ban tặng địa vị, tiền của và bao nhiêu đặc ân, Cesario vẫn sẵn sàng khước từ những tặng ân đó. Thưa anh chị em, khi người ta tặng quà, ta dâng cúng, lấy không? Lấy, càng nhiều càng tốt. Dù rằng đó là của bất chính, dù rằng người ta dâng cúng với một cái mục đích là để muốn phô trương thân thế, muốn mục đích mua danh, nhưng mà vì thấy cái lợi cho nên chúng ta dễ hoa mắt, dễ mở mắt và chấp nhận. Cho nên người ta dùng tiền của đó, người ta điều khiển mình. Người ta dùng tiền của đó, người ta khuynh loát tổ chức hoặc là cộng đồng. Cứ như người có tiền, có của, người mà tài trợ, người dân cũng mạnh là có tiếng nói. Và có khi tiếng nói họ quyết định hơn cả những người lãnh đạo nữa. Họ nói gì cũng phải nghe, cũng phải chiều. Để lỡ họ không dâng cúng nữa thì sao? Nhớ làm Phật lòng họ không tài trợ nữa thì sao? Cho nên ngày hôm nay chúng ta bị tiền của nó điều khiển nhiều lắm. Ở ngoài đời đã như thế, mà trong lĩnh vực đạo, trong đời sống đạo, trong những tổ chức, ta vẫn thấy những người có tiền có của, thay vì họ phải biết rằng tiền của ấy là Chúa ban cho họ chứ không phải của họ. Họ chỉ là người quản lý thôi. Và người quản lý phải sử dụng tiền của như ý chủ, tức là như ý Chúa, để làm vinh danh Chúa và lợi ích cho các linh hồn, chứ không phải để vinh danh họ và để điều khiển những người khác theo ý họ. Rất nhiều người đã khóc dở, cười dở khóc dở vì lỡ há miệng mắc quai rồi, đã nhận những cái món quà, những bổng lộc của họ. Bây giờ họ yêu cầu cái gì, họ xin cái gì cũng phải chiều. Trong khi đó biết bao nhiêu người thấp cổ bé miệng, những người nghèo khổ khác xin thì không để ý, không đoán hoài, không quan tâm. Còn kia người ta ho cái mình cũng phải lo. Người ta có tiền ho cái mình cũng phải lo. Ướm, lo bỏ trắng răng. Cậy chứ, việc gì phải lo lắng dữ vậy. Mày Tết ngày nhất cũng phải đi thăm, đi viếng. Ngày sinh nhật, ngày giỗ, ngày bổn mạng của họ cũng vậy. Cũng phải gửi lời chúc mừng hay là đến để ăn tiệc. Làm cái gì vậy? Cứ như là Thánh Cesario Nanzia Zeno,
của hoàng đế kia mà còn chưa ham, còn chưa sợ, huống chi là của những người khác. Tại sao mình cứ phải lệ thuộc với những con người đó? Họ có lòng tốt lắm. Họ có lòng thì hãy để cho tấm lòng của họ bộc lộ ra đi. Chứ đừng để tiền của nó lấn át tấm lòng. Mà chẳng thấy tấm lòng đâu cả, vì tiền của nó che hết rồi. Cho nên muốn làm gì mình cũng phải theo, cũng phải chiều, để họ nâng đỡ, để họ giúp đỡ, để họ tài trợ. Nếu thì mình chết. Chết được không? Không có Chúa thì mình mới chết chứ. Không có họ, không có tiền của, sao mà chết được? Có khi dính vào tiền của họ, mình chết về phần linh hồn không chừng. Xin Chúa cho mỗi người những tông đồ lòng thương xót Chúa ngày hôm nay mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Như Chúa Giêsu nói, không tìm sự nâng đỡ, an ủi, trợ giúp nơi người thế gian, mà một lòng tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa mà thôi. Amen. Nhiều khi con đến với Chúa, nhưng niềm tin con nào thấy? Lòng thương xót của Chúa từ nhân, hằng ban xuống ngàn phúc hồng ân. Ai đến với Chúa luôn ân cần. Lòng thương xót Chúa quá bao la, ôi thật hay là. Lòng thương xót Chúa quá mênh mông như trời giáng đông. Giờ kia nắng rơi ấm tim con. Lòng thương xót Chúa